kiwi này đu đủ nè, 5 đồng, 7 đồng, 5 đồng. Wow, chị tìm hay quá, những cái gì mà quý hiếm là ở đây có hết đó các bạn. Các bạn ơi, mãng cầu na 39 đồng một pound, 37 đồng một pound. Chào các bạn, trở lại với sức khỏe Health Tips. Các bạn ơi, My đang ở tiệm trái cây bà Tư. Trái cây ngon, có rất là nhiều trái cây với bông hoa đồ đẹp quá chừng luôn. My cho các bạn xem một vòng nha. Mình thấy ở đây trái cây tiệm này lớn các bạn, nhiều trái cây rất là nhiều luôn nha. Mà bông hoa có ớt nữa nè, ớt tươi nè. Rồi nhiều bông đẹp lắm luôn á. Bông màu xanh, rồi cái này thấy thương không? Quệ cũng đẹp nữa nè, đang nở nè. Ở đây có mít ấy sẵn luôn, cho nên là mình mua về ăn khỏi cần lột nè, khỏi cần dính tay. Hai loại luôn ha, cái này là mít nghệ nè. Nhìn thấy hấp dẫn quá chừng luôn á. Mới thấy ở đây có rất là nhiều loại trái cây luôn các bạn ơi. Để mình xem từ từ nha. Rồi, cái trái mãng cầu này các bạn thấy không? Cái này ít nhất là cũng 2 pound là ít. Chứ mình nghĩ trái này chắc cỡ 3 pound mấy á. Quá chừng bự luôn. Măng cụt các bạn ơi, vô bịch sẵn. Măng cụt nè, mangosteen. Nếu mà mình mua 1 pound là 14 đồng. Còn 10 pound là 135 đồng. Còn 15 pound là 195 đồng. Măng cụt này ngon ha. Còn ở bên này một thùng là 200 đồng. Còn nhãn, nhãn Hawaii là 10 đồng một pound. Nhãn này cũng ngon nè. Trái vải là 11 đồng một pound các bạn. Trên đây ổi 7 đồng một pound. Trời ơi, cái này là mận Thái nè các bạn ơi. Cái này mình thấy mận Thái này nó trái bự mà dài, 37 đồng một pound. Wow. Trái bự nha. Trái bự mà màu đỏ. Cái này hình như là giống mận roi Thái mà My thấy anh Khoa hay nói là mận roi Thái đỏ bên Việt Nam mình đó các bạn. Thì chắc có thể là mận này phải không? Nhìn thấy nó bự, nó giống là trái dài nè. Hy vọng là cái trái ở chỗ mà vườn của anh Khoa cũng cái loại giống này. Trái dài mà nhìn hấp dẫn quá. Mà giá này để mình trồng nó ra được vậy quý các bạn hả? 37 đồng một pound. Wow. Người ta để vô trong cái wrap này nhìn thấy cũng tiện các bạn ha. Nó làm cho trái mận không có bị dập. Vậy thì chiên chở được dễ ha. Các bạn ơi, mãng cầu na 39 đồng một pound. Nếu mà các bạn nào không có muốn trồng mãng cầu thì mình cũng có thể mua mãng cầu này ăn ha. Còn các bạn, các cô chú nào giỏi thì trồng ở nhà mình có ăn thì đỡ mua. Nhưng mà cái này cũng tiện ha. Nếu các bạn nào không có đất trồng mà mình muốn ăn mãng cầu quá đi mà mình không có đi về Việt Nam được thì mình cũng ráng mua một vài pound để ăn các bạn ha. Rẻ hơn tiền máy bay đi về Việt Nam. Mình tính như vậy đó thì mình ăn mình mới thấy nó xứng đáng. Chứ nếu không nhiều khi mình nói sao bên Việt Nam rẻ, bên này mắc quá. Nhìn thấy hấp dẫn quá các bạn ơi, coi nè. Mình thấy cái trái bên này á cũng thấy mê luôn á, nó bự quá chừng. Cái này chắc mãng cầu do Thái quá. Cái gai nhọn nhọn á các bạn. Này không có ghi giống mãng cầu gì mà sao người ta trồng khéo quá các bạn. Khéo quá luôn nha. Các bạn có tưởng tượng ra được là trên nước Mỹ mình có trái keo không? Đây nè. Trái này là ở quê của mình đó, mình leo lên cây mình bẻ đó. Bây giờ ở đây có bán luôn đó. Không ngờ luôn chị ở đây chị tìm được nhiều cái trái lạ, thật là lạ luôn á. Xoài này hình như là xoài Thái ngọt nè.
Cái này xoài thái ngọt phải không chị? Không, cái đó chua. Ờ, cái này chua hả? Mà có xoài thái ngọt phải không? Ờ, có mà chưa về chị. Dạ. Cái vậy cái này là thái chua nha các bạn. Wow, cái trái này là bòn bon nè các bạn. Trái bòn. Cái này bòn bon phải không chị? Dạ, bòn bon. Dạ. Wow, cái trái bòn bon nè các bạn. Trời ơi, quý quá chừng luôn nha. Mười mấy gần 20 năm mới chưa được ăn cái trái bòn bon này á. Wow, chị tìm hay quá, những cái gì mà quý hiếm là ở đây có hết á các bạn. Cái này khóm mà của Thái nè, gọt sẵn luôn, 25 đồng một bịch. Wow, cái này là gọt sẵn rồi đó các bạn. Ở trên đây chị đã vô sẵn trái vải nè. Rồi trái vải có hai loại nha, loại hơi dài dài nè, hoặc là loại tròn, người nhãn. Cherry nè, cherry này, rồi cherry loại này nữa nè. Nhiều cái bông hồng lắm luôn nha. Đủ loại hết luôn các bạn. Rất là đẹp. Có rau bù ngót nữa nè. Các bạn nào thích rau bù ngót. Cái này hiếm lắm đó nha. Mồng tơi nữa. Cái này mới ngon nè. Khoai mỡ nè các bạn. Khoai mỡ màu tím luôn á, đặc biệt ha. Cái này mình nấu nó mới thơm ngon. Bạn nào thích ăn ổi, ổi này ở Florida luôn, 7 đồng một pao. Làm vậy luôn cho đỡ dập ha. Thanh long, cái này không biết thanh long đỏ hay là thanh long trắng. Ai cân, Diễm gì cân. Và có sầu riêng nè các bạn, thèm chưa? Nãy giờ mới đứng đây mà là nghe mùi nức nở luôn á. Thơm ơi là thơm luôn. Các bạn nhìn thấy ở trên đây không? Chuối nè, quá trần luôn, treo toàn tan. Trái bự ha. Ở đây có đu đủ Hawaii, nhãn, măng cục. Có kiwi vàng nữa đó các bạn. Đủ loại luôn á, hầu như bà Tư ở đây là mình muốn cái gì cũng có hết á. Cần cua nữa các bạn, mình thích rau cần cua ở đây mà bữa nay không có. Nhưng mà mùa này mùa nắng là sẽ có rồi đó các bạn. Có một cái này đặc biệt nè, chị này mới đem ra là đậu rồng. Ở đây có nhiều cái rau củ mà quý á các bạn, mà ở chợ mình mua không có. Thì hôm nay là mình ghé đây là mình muốn mua rau cần cua với đậu rồng. Chị chỉ có đậu rồng thôi, chưa có rau cần cua. Đó, mày thích cái này nè. Đậu rồng ở chợ thường không có, cho nên mình phải ghé đây mua. Hai bó 16 đồng hai bao nhiêu rồi chị ạ? Chị là 16. Dạ 16. Các bạn thấy này là thanh long trắng nè. Dạ. Trái bự quá chừng luôn ha. Mãng cầu bự ơi là bự luôn á. Giật mắt rồi đó. Chôm chôm các bạn, nguyên một thùng luôn nè. Mình mua nguyên thùng về mình ăn đã đời luôn ha. Các bạn thấy, để mình không biết mãng cầu này mãng cầu gì mà cái trái nó to ơi là to luôn nha. Trái rất là to, bự lắm. Cái này là hơn một phao chắc chắn luôn rồi đó. Nhìn thấy ngon không các bạn? Quá chừng ngon luôn á. Trái nào cũng bự hết trơn nha, hàng tiễn không à. Đây là quýt. Rồi táo, có dưa gan nữa các bạn. Dưa gan này, dưa gan Việt Nam nè. Cam, khóm, nói chung là như là trái cây gì cũng có hết trơn nha. Mình thấy mình muốn trái cây gì nè, me nữa nè. Giống như là bên Việt Nam mình vậy đó. Mỗi lần mà mình vô đây á, các bạn biết không bao giờ mình đi ra tay không được hết á. Ít nhất là cũng phải có một vài món theo. Đu đủ ngon quá chừng luôn ha.
Đu đủ này thường thường mình mua về mình ăn không hết á các bạn, mình bỏ vô ngăn đá cái mình lấy ra mình làm nấu canh cũng được, dễ, hoặc là quay sinh tố cũng ngon. Bên này là mít nè, sống đời, hoa đẹp quá ha. Dưa hấu trái bự, thật là bự luôn nha. Sầu riêng các bạn, cái này là Lucky sầu riêng Musen King, loại này là loại giống như trong hộp đó các bạn, mà cái này loại tươi nè. Cái này mình không biết bao nhiêu một pound, cái này loại tươi nè, để mình cho các bạn xem cái loại trong hộp, là trong hộp nè các bạn. Mình nghĩ nếu mà có trái cây tươi thì mình mua trái cây loại tươi trong trái luôn ha. Đây, trái cây tươi thì tốt hơn. Vợ bên này cũng cái nem của nó luôn nè các bạn, cái loại hãng Lucky nè. Dừa nè, trái vải nữa nè, rồi măng cụt nữa các bạn, măng cụt, lê, kiwi vàng, đủ loại hết trơn luôn á. Kiwi vàng này có vô này sẵn nữa nè. Sầu riêng này 16 đồng một phao. Sầu riêng này là loại ngon á, loại mà là của Lucky vô hộp á. Giống như của Costco có bán trong hộp. Kiwi này đu đủ nè, 5 đồng, 7 đồng, 5 đồng, đủ loại hết trơn luôn. Mình thích dưa gan nè, dưa gan nhìn rất là ngon. Này uống nước đá ha, ngon lắm luôn. Này dưới này bông cúc, quá chừng luôn. Chôm chôm nè các bạn, nhãn, măng cụt, thanh long, quá chừng trái cây luôn các bạn ơi. Đâu còn thiếu cái trái cây gì nữa đâu. Trái gì thấy cũng có hết trơn. Cái này mình cũng thích lắm nè. Chùm ruột với 20 đồng một phao. Cà na, các bạn có biết ăn cái này không? Cái cà na này hồi đó mình cũng ghiền đó. Ở Việt Nam là mê luôn. Cóc ngâm nữa nè. Cái gì cũng có hết các bạn. Trong đây là này như chùm ruột mà vô bịch đó các bạn, ngâm sẵn vô bịch nè. Cái này cũng cà na ngâm sẵn vô bịch luôn. Chuối sấy khô nữa. Wow, hầu như là cái gì cũng có hết. Xoài này bự quá, xoài này không biết xoài gì. Này là xoài thanh ca nè. Đu đủ. Táo, đủ loại hết trơn luôn các bạn. Các bạn thấy bông ở đây đẹp quá chừng luôn á. Coi nè, người ta làm sẵn vô cái dĩ sẵn nè, quá chừng đẹp luôn. Màu trắng, màu đỏ, màu vàng gì cũng có hết trơn. Đây nè, quá chân đẹp, anh nào cần lại mua bó tặng cho người yêu. Đẹp quá. Các bạn thấy mê không? Mít lột sẵn hết trơn rồi, vô dĩ vô hộp gì cũng có hết trơn nè. Trái vải này mình thấy đẹp nè, còn tươi nè. Măng cụt. Ồ, cái này chắc măng cụt thái sao nhỏ nhỏ các bạn. Mình xin dừng ở đây nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem video này. Nếu bạn thấy hay thì nhấn like giùm My. Còn bạn nào chưa nhấn nút đăng ký thì mình nhấn vào để nhận thêm được nhiều video mới của My nữa nha. My chúc cho các bạn luôn vui, khỏe và một ngày làm việc bình an, hạnh phúc bên người thân của mình ha. Chào tạm biệt các bạn.
Bye bye.